Chào cả nhà nhé. Bây giờ mình đi xô lỗ xuống dọn lỗ nha cả nhà. Đó, mình giữ mồi rồi. Anh với mình thâu cả nhà theo đồng hành với mình nhé. Mình qua mình dọn lỗ mình câu lỗ này đây nó có cái sự hiệu quả gì không cả nhà? Ngon dữ ạ. Rồi, mình giữ mồi cả nhà. Kiếm một hai con cá khủng này về trưa nay mình nhậu cả nhà. Rồi, mình móc mồi là mình lượm đây. Câu lên cả nhà. Lâm cả nhà ơi. Rồi, con có thể trắng cả nhà ơi. Rồi, thể trắng đỏ hết lắm rồi. Bánh lụm nữa cả nhà, trộn sảy luôn rồi. Lụm. Lắm. Có đồ ở nhà. Ngồi luôn. Rồi, một lúc còn vô luôn. Lắm cả nhà.
lắm. Lắm rồi hả? Lắm. Lắm mình em ơi. Vậy sao mà cậu đầu dính tôi con rùa mề nghe cả nhà. Lắm. Lắm. Ôi luôn cá. Đúng cá thật luôn anh em ơi. Hết lần luôn. Ôi luôn có thể đắng. Ôi chàng này. Chiên làm mắm gừng là thầy luôn anh em nè. Này, hết lần. Hết năng anh em ơi, đi kiếm đồ mới anh em ơi.
rồi đi. Tôi lại thôi, đói bụng rồi mình kho cơm luôn nha anh em. Các anh em nha, hẹn lại sau nha.